Đức cha Friar, với tôi rất vui mừng khi nhìn thấy cộng đoàn Việt Nam đông đảo đến tham dự thánh lễ lòng Chúa thương xót hôm nay. Sự đông đảo của quý vị nói lên niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, bởi vì lòng thương xót của Chúa rất quan trọng trong cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta. Và chúng ta đã bộc lộ diễn tả cái niềm tin vào lòng thương xót của Chúa như thế này. Những người lãnh đạo như Đức cha Van, Đức cha Friar và tôi rất vui mừng. Và chúng ta thấy rằng nói lên là cộng đoàn Việt Nam của chúng ta vẫn còn sống đạo một cách tốt đẹp và đạo đức. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe thì quý vị nghe rõ là lời chào đầu tiên của Chúa Giêsu phục sinh đối với các tông đồ là bình an cho các con. Bình an cho các con là một ân huệ, là một ơn phước, là một quà tặng của Chúa Giêsu phục sinh. Và khi Chúa Giêsu nói bình an cho các con thì đồng thời Ngài cũng cho các ngài xem tay và cằm sườn người. 8 ngày sau, Chúa hiện ra với ông Thánh Tô-ma. Cứ mỗi lần mà tôi nghe ông Thánh Tô-ma là tôi cứ nghĩ cái thân phận của tôi, là tại vì ông Tô-ma quý vị biết là cứng lòng tin, mà ông Tô-ma lại là bổn mạng của tôi, mà lại Đức Giáo Hoàng chọn cái ông cứng lòng tin này làm giám mục phụ tá cho quý vị. Nên chắc có lẽ quý vị phải cầu nguyện rất nhiều để cho ông Đức cha cứng lòng tin này được được niềm tin như Thánh Tô-ma. Và khi gặp ra gặp ông Thánh Tô-ma thì cũng một lần nữa hãy đem xem tay và cả rửa chẳng những là xem tay mà còn nói với ông Tô-ma là đặt ngón tay vào đây và hãy xem tay thầy, đưa tay thọc vào cành sườn thầy, đừng cứng lòng nữa. Quý vị thấy rõ là 2 lần Chúa Giêsu hiện ra, 2 lần Ngài nói bình an và 2 lần là Ngài cho xem tay và cằm sườn. Như vậy nó có một cái sự liên hệ giữa lời chúc mừng bình an và xem tay và cằm sườn người. Xem tay và cằm sườn của Chúa Giêsu chứng minh là Chúa Giêsu thực sự sống lại từ cõi chết. Chính thầy đây, Giêsu có tay, có chân, có thịt, có dấu đanh, có cành sườn bị đâm thâu trên cây thập tự, chứ không phải ma. Và giả dụ như Chúa Giêsu hiện ra mà không có cho xem tay và cành sườn thì tôi nghĩ là các thánh tông đồ nói là anh này không phải là Chúa Giêsu thì anh này là chắc là ma. Mà thực sự ra Thánh Luca trong phúc âm cũng đã nói điều này. Và đó là điều quan trọng, là cho xem tay và cạnh sườn để nói lên là Chúa Giêsu thật. Và bởi vậy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh giá và Chúa Giêsu phục sinh là một. Không có phục sinh nếu không có khổ nạn, không có Chúa Nhật phục sinh nếu không có thứ sáu tuần thánh, không có hoa trái nếu hạt lúa mì không có gì. Bình an cho các con. Ơn bình an mà Chúa Giêsu ban tặng không phải là loại bình an theo kiểu thế gian. Chúng ta mỗi lần tham dự thánh lễ, sau kinh đại gia, chủ tế nói là Chúa Giêsu nói với các môn đệ, thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Nhưng mà nếu quý vị đọc tiếp phúc âm thánh Gioan, quý vị sẽ nghe thầy ban cho anh em bình an không phải theo kiểu thế gian. Không phải theo kiểu thế gian là gì? Kiểu thế gian là gì? Kiểu thế gian là tích lũy nhiều của cải, chủ trương là tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, tiền là trên hết, bởi vậy phải làm nhiều tiền, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm, và tưởng rằng là có tiền mua tim cũng được, được tất cả và kiếm luôn bình an, như câu chuyện của người phú hộ trong phúc âm. Người phú hộ trong phúc âm Thánh Luca có nói là ông tích lũy kho lẫm tiền bạc châu báu
Và rồi cuối cùng ông không còn chỗ để mà trích nữa. Rồi ông tự bảo mình sẽ làm như thế này: phá tất cả những cái kho kia đi, xây lại những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ rằng: ô linh hồn tôi ơi, mình bây giờ ê hề của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ an bình, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Chúa nói: đồ ngốc, đồ khơ dại, đêm nay ta gọi thì ngươi có đem được những thứ đó hay không? Thử hỏi, chúng ta đang ở trên cái một xã hội văn minh Hoa Kỳ, có rất nhiều bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn xe hơi, bảo hiểm hỏa hoạn lụt lội. Ở bên Cali này thì chắc là có hỏa bảo hiểm động đất, bảo hiểm hột xoàn kim cương. Nhưng có bảo hiểm nào là bảo đảm về bình an trong tâm hồn không? Tôi chưa bao giờ thấy, không biết quý vị có chưa? Mà tôi nghĩ là chắc không bao giờ có, là tại vì bình an là ân huệ chỉ có Thiên Chúa ban tặng. Thầy ban bình an cho các con không phải theo kiểu thế gian. Kiểu thế gian là tích lũy nhiều quyền lực, tranh giành chức tước, chạy trọt đầu này đầu kia để được con ông cháu cha cung biếu, có muốn tên khắc chỗ này chỗ kia, nhà cửa thì có nhiều người canh gác, đi đâu cũng có security guard, rồi bên ngoài thì có vẻ an toàn, chứ thực sự trong tâm hồn chưa chắc an bình. Không an bình mới thuê người canh gác, mới thuê người bảo vệ. Bình an của Chúa Giêsu phục sinh là bình an xuyên qua thập giá. Và bởi vậy khi Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: bình an cho các con, Ngài cho sen tay và cạnh sườn người. Bình an của Chúa Giêsu ban cho là bình an xuyên qua thập giá, khổ nạn, hy sinh và cho đi. Như Cha đã sai Thầy, Thầy sao chúng con? Cha đã sai Thầy đem bình an cho chúng con, thì Thầy cũng sai chúng con phải đem bình an cho mọi người. Thầy sai chúng con sống bình an. Sống bình an là sống tha thứ. Khi siêu hiện ra với các thánh tông đồ chúc bình an, thì cái bình an của Chúa ngầm chứa sự tha thứ. Chúa tha thứ hết. Chúa tha thứ sự sợ hãi bỏ chạy của các thánh tông đồ. Chúa tha thứ sự chối bỏ của thánh Phêrô. Chúa cho Phêrô xem tay và cạnh sườn, nhưng không nhắc lại đêm hôm đó, không có nói đến điều đó. Tôi ngồi tôi nghĩ, giả dụ như Chúa mà cho xem tay và cạnh sườn, rồi kêu ông Phêrô lại nói: anh Phêrô lại đây, anh lại đây, tôi hỏi anh, thì đêm hôm đó là anh hứa với tôi là ai bỏ Thầy chứ con theo Thầy đến cùng, thế cái đêm hôm đó anh làm anh ra sao? Thì quý vị nghĩ sao? Tôi nghĩ là ông Phêrô run bắn lên đây chứ, phải không? Nhưng mà Chúa không nói. Chúa tha thứ hết. Chúa tha thứ hết. Tha thứ là cốt lõi của lòng thương xót của Chúa. Biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ vì không tha thứ cho nhau. Biết bao nhiêu cộng đoàn tan rã vì không biết tha thứ cho nhau. Chiến tranh xảy ra cũng vì không tha thứ. Ơn tha thứ cho tâm hồn chúng ta bình an. Và để điều kiện lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa một cách trọn vẹn, thì chúng ta phải là chứng nhân của sự tha thứ đó. Chúng ta đọc kinh lạy Cha hàng ngày, chúng ta đọc sao? Xin Cha tha chúng con như chúng con cũng tha. Bởi vậy tại nếu mình không có tha thì mình cũng không được tha. Và bởi vậy phải tập tha thứ cho nhau. Nào, tập tha thứ cho nhau có phải dễ không quý vị? Không có phải dễ đâu. Tôi có nhớ cái câu chuyện như thế này, là ở một cái giáo xứ đó có cái ông chủ tịch, và cái ông giữ nhà thờ không
không biết làm việc ra sao, xung khắc không đồng ý, cãi lộn rồi cuối cùng là cãi lộn quá mức, thành ra coi như làm cho cộng đoàn, mang tiếng cho cộng đoàn, rồi tai tiếng lên tới tai của cha xứ. Cha xứ nghe thế này thì không ổn, thành ra phải kêu ông chủ tịch lên, kêu cái ông giữ nhà thờ lên. Tôi nghe như thế này không biết có đúng hay không. Thế rồi trước mặt cha xứ hai ông cãi lộn nhau chí chóe, không có nhận tội, không có nhận tội thế này thế kia. Cuối cùng cha xứ mới nói là thôi bây giờ hai ông là người có mặt trong cộng đoàn, mà nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì sẽ làm gương xấu cho cộng đoàn. Thôi bây giờ lắng nghe, tha thứ cho nhau. Vậy mà cũng chưa. Rồi cuối cùng khoảng 5 phút sau rồi đồng ý. Rồi là coi như cha xứ mới dẫn ông chủ tịch và ông giữ nhà thờ tới trong nhà thờ, trước bàn thờ, quỳ xuống đọc kinh kính cáo mình. Quý vị biết là kinh cáo mình rồi. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Lỗi tại tôi. Nhưng mà thay vì nói là lỗi tại tôi mọi đàn, thì hai ông quay lại lỗi tại ông một phần. Tới cái lúc đó rồi mà cũng còn là lỗi tại ông một phần, chứ không phải là lỗi tội tôi mọi đàn. Nói lên cho chúng ta biết là cái vấn đề tha thứ rất là khó. Nhưng mà nếu mình không tha thứ thì không được bình an. Tha thứ kiên nhẫn cuối cùng sẽ được. Sống bình an là sống yêu thương. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta không có tình yêu nào cao trọng như tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Yêu thương đòi hỏi hy sinh vô điều kiện. Và yêu thương không phải chỉ là yêu thương những người trong gia đình của mình, không phải chỉ những người thương chúng ta, nhưng ngay cả kẻ thù của chúng ta. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã dạy cho chúng ta một cuộc sống bình an trong yêu thương khi Ngài vào trong tù làm lễ rồi tha thứ cho người ám sát Ngài. Yêu thương kẻ thù cũng không phải dễ, nhưng nếu không sống như vậy thì chúng ta không được bình an. Sống bình an là tập bỏ mình. Bỏ mình, bỏ những gì mình ham muốn, bỏ những gì ích kỷ riêng tư cá nhân. Sống bình an là chọn Chúa làm cơ nghiệp, đặt Chúa trên hết, let go, let God, bỏ mình theo Chúa. Mà nhờ vào sự bỏ mình theo Chúa mà các tín hữu trong bài đọc 1 hôm nay, các thánh tông đồ cho thấy là một lòng một ý, mà khi quý vị đọc nghe rất là để ý là không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Và như vậy trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các thánh tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Quý vị thấy rồi, sống bình an, sống cộng đoàn. Quý vị ở đây cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Orange County đây mà sống được như vậy thì tôi bảo đảm là cha tiệm sẽ không phải lo vấn đề tài chính cho cái trung tâm Công giáo Việt Nam này, mà ngay cả đài La Vang là sẽ làm liền tại chỗ chứ không phải chờ nữa. Thánh Francisco Assisi lớn lên trong nhung lụa, vì giàu có nên không có thứ gì ông không trải qua. Trai gái tiệc tùng ăn chơi trác táng, nhưng ông không có được bình an trong tâm hồn. Tâm hồn vẫn còn khắc khoải, thiếu vắng một cái gì đó mà của cải vật chất không lấp đầy được. Rồi một hôm ông nghe câu phúc âm: nếu con muốn theo ta, hãy trở về bán gia tài, cúng tặng cho người nghèo khó rồi đến theo ta. Thánh Francisco làm y như lời Chúa Giêsu dạy trong phúc âm: sống nghèo khó lập dòng Thánh Francisco khó khăn, và từ đó ông đã trở thành khí cụ bình an cho giáo hội trong thời chiến tranh bên đất Thánh. Và ngày hôm nay chúng ta còn hát kinh hòa bình, kinh của Thánh Francisco khó khăn, và kinh đó đã diễn tả hết ý nghĩa của cuộc sống bình an. Lạy Chúa từ nhân,
xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dạy con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn cuộc sống. Sống bình an là như thế, bỏ mình theo Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tụ họp nơi đây dâng thánh lễ để lãnh nhận ơn bình an đó. Và phúc âm kêu gọi mọi người chúng ta hãy theo Chúa Giêsu, theo con đường tha thứ, theo con đường yêu thương ngay cả kẻ thù của mình. Và như thánh Phanxicô, con đường bỏ mình theo Chúa, con đường hy sinh, con đường phúc âm. Qua con đường thập giá, chúng ta mới có được bình an thực sự. Và chính vì vậy mà lời Chúa nói bình an cho các con đi đôi với xem tay và cạnh sườn người. Chính vì vậy mà trong kinh lòng thương xót của Chúa là luôn luôn đi đôi với sự khổ nạn trên đồi Can Bê. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Chúa qua mình và máu Thánh Chúa chúng ta sắp lãnh nhận, cho chúng ta sức mạnh thiêng liêng để cùng bước theo Chúa trên đường khổ giá